Mẹ hãy muốn chỉ cho các cha mẹ điều này. Thực ra đối với các con của mình ý, thì cái hòa khí ở trong gia đình rất là lớn khi mà cần kể cả cha và mẹ, kể cả cần cha và mẹ. Thế thì mẹ hãy muốn đưa cho chúng ta một giải pháp nữa để chúng ta làm gì? Giải pháp gọi là chào đón cha mẹ khi mà cha mẹ đi làm về. Và cái điều này á, người mẹ làm sẽ rất tốt, người cha làm được càng tuyệt vời, được không nào? Và hầu hết thì ở đây là toàn là những người mẹ thôi, mẹ hãy chỉ cho chúng ta cái cách như thế này. Nếu mà con của chúng ta sẽ phân ra thành hai độ tuổi nhé, từ 0 đến 6 tuổi thì chúng ta nhớ như thế này, khi con của chúng ta, khi mà cha mà đi về, tức là chồng của chúng ta về á, thì các cha mẹ hãy dạy con của mình cái cách gọi là hào hứng khi mà chồng đi làm về. Cứ nghe cái tiếng chuông làm cái reng một cái rồi mình để con mình trước này, nè mẹ với con mình bây giờ cũng đã chào ba thật to nha, xem ai chào thật to xong rồi mẹ thì sẽ cất cặp cho ba, còn con thì sẽ hôn vào ba và má này, hôn vào ba bên này và con nói là con yêu ba và con biết ơn ba, và con nói với ba là ba đi làm có khỏe à, ba đi làm có mệt không nhá. Thật ra con làm điều đấy, nếu mà các cha mẹ nào ở trong chương trình truyền nhân rồi á, thì mẹ hãy đang đưa cho chúng ta về cái việc là cho tiền cho con vì thái độ như thế nào, đúng không, để con kiếm được tiền đó. Các cha mẹ tận dụng cái điều đấy để làm gì? Để cho con của chúng ta có tiền. Nhưng các cha mẹ truyền nhân thì mới biết cái này, các cha mẹ không phải truyền nhân thì không biết nha. Để rèn luyện thái độ cho con vì thái độ hơn trình độ. Mẹ hệ không có cho chúng ta là làm việc nhà mà trả tiền, mà mẹ hệ sẽ cho làm việc nhà bằng cái khác, trả tiền bằng cái khác, để con phải hiểu là việc nhà là trách nhiệm. Đấy, thế thì rủ rí với con này, con ra con ôm ba nhá. Thế bắt đầu khi ba nó về một cái rồi là hai mẹ con hay ba mẹ con cùng cầm tay nhau như thế này, đứng ở ngoài cửa kêu này, 1, 2, 3, con chào ba ạ. Chào thật to lên để làm một cái văn hóa giống như một sự nhận diện. Khi mà người chồng người ta đi làm về hay người vợ người ta đi làm về mà nghe ngày nào cũng được nghe cái điều đó đấy, theo các cha mẹ nó có phải trở thành một cái tín hiệu hạnh phúc cho các cha mẹ không? Nào, các cha mẹ comment đi. Nhà mẹ hẹn lần nào về như thế, cứ về đến cửa là chào thật to, giống như kiểu là một cái ngôn ngữ, một cái âm thanh gì đó, là một cái tín hiệu trong gia đình vậy đó. Thế là bắt đầu á, hai mẹ con ra chào, chào ba xong bắt đầu này, con ra hôn ba một cái vào má, con yêu ba và con biết ơn ba, nên ba có đi làm mệt không? Rồi á, nhà mà có hai đứa ba đứa nhá, một đứa thì hôn má bên trái, quy định một đứa thì hôn má bên phải, xong một đứa thì cầm cho bố cái cặp vào, còn một đứa thì cất cho bố cái mũ, được không ạ? Đấy, xong vào lấy cho bố ly nước, các cha mẹ tít vào, là ít nhất phải hỏi thăm bố. Ê, mẹ hãy hỏi thật với các cha mẹ nè, nếu như chúng ta làm cái điều như thế thì cái ông chồng về ông ấy buồn được không? Ông có chịu được không? Ông tiếp tối được không? Mà nhiều ông chồng ấy ngày nào về nhà cũng nhìn thấy sự tíu tít của con như thế đó, ông sẽ rất là vui. Và chúng ta đang làm là một nhiệm vụ là ngăn cản cái sự ông đi ra ngoài. Bởi vì mỗi một khi ông đi làm xong về đó, có ai đó gọi điện bảo là ê, mày hôm nay đi làm vài chai đi. Ông lại nghĩ bảo thôi bây giờ ta đi về với con tao đây, con tao đang chờ ở nhà, thế nào nó cũng về, nó đang cười, nó đang vui và chuẩn bị về, nó lại ôm mình đúng không? Thế là thôi hôm nay cậu đi mình đi, tớ không đi nữa. Cậu đi mình đi, tớ không đi nữa. Đấy, thì có phải là chúng ta sẽ ngăn chặn được rất là nhiều những sự tác động. Và đôi khi ông đang làm rất là mệt thì ông lại nghĩ về là chuẩn bị 5 giờ rồi về nhà. Ông lại nghĩ từng tiếng ông cười, ông lại nghĩ con của ông này, về nhà hôm nay lại có đứa hôn bên trái, có đứa hôn bên phải, nó lại đi ra tiếu tiết, xong nó lại con chào ba, nó mở cửa cho ba, xong cái bàn tay nó nhỏ xíu này, nó cầm cho mình cái mũ, cái bàn tay nhỏ xíu này, nó cầm cho mình cái ly nước. Có phải là chính những cái điều đó sẽ làm cho người chồng họ cảm giác rất hạnh phúc, có đúng không các cha mẹ? Chúng ta cứ nghĩ về cái điều đấy xong có phải không? Thế nên chúng ta hãy dạy cho con mình á, cái văn hóa là chào đón ba mẹ khi ba mẹ đi làm về. Và các ba mẹ biết không, đôi khi những người đàn ông ấy, người ta rất là ấn tượng với những cái đôi bàn tay nhỏ xinh. Không phải vì vợ đâu, chứ bà vợ ở nhà giống như kiểu là cái con cọp vậy, ông không nhớ đâu. Nhưng ông lại nhớ đến con của họ, bởi vì cái đôi bàn tay xinh xắn, bởi vì cái giọng nói dễ thương, bằng những cái lời chào âu yếm, bằng những cái ôm, bằng những cái hôn ở trên má của ông ấy, và làm cho anh ấy phải về, phải cảm động. Thế nên đấy chính là sợi dây vô hình để kéo anh ấy về nhà. Các cha mẹ dại lắm, các cha mẹ không biết dụ chồng mình bằng đứa con. Ủa, chúng ta có con, chúng ta đẻ ra chúng ta làm gì? Dạy con của mình phải biết yêu thương, dạy con của mình biết quan tâm. Và người phụ nữ khéo là như thế, là phải biết dùng con mình để kết nối với chồng, dùng con mình để ghi nhận với chồng. Chúng ta không giỏi nói ái ngữ thì chúng ta nhờ con của chúng ta nói đi,
đúng không? Chúng ta không giỏi nói em yêu anh thì hãy nói con của mình là con yêu ba đi, con biết ơn ba đi.